chúng ta sẽ cố định lại để chúng ta chắn gió, và gió hồi nãy nó từ bên này qua thì bây giờ Quanh sẽ nhờ anh Hùng cắm từ phía bên này để mà chắn cái gió lại. Và việc này sẽ giúp chúng ta là tiết kiệm chi phí nè, chi phí về vật tư nè, đặc biệt đạt được hiệu quả là chắn gió. Xin chào quý bà con, mình là Quanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Ngày hôm nay Quanh xin được phép và chia sẻ với quý bà con cách trồng cây sầu riêng nói chung và cây sầu riêng ri sáu nói riêng tại Tây Nguyên. Như bà con đã biết thì khi bà con đến với kênh siêu thị cây giống thì cái điều mong muốn của đội ngũ kỹ thuật siêu thị cây giống là làm sao giúp cho quý bà con của chúng ta gọi là gia tăng thu nhập bằng cách trồng và chăm sóc những cái vườn cây bà con, làm sao cho nó thiệt là hiệu quả, thiệt là xanh tươi và sớm cho ngày thu hoạch. Thì ngày hôm nay thì bà con cũng biết là nhất giống dột nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống hả bà con ha. Thì siêu thị cây giống sẽ phụ trách chịu việc là nước thì ở tại địa phương rồi, nhì phân là bên siêu thị cây giống cũng có đề xuất cho quý bà con một vài cái loại phân bón hữu cơ tốt cho rễ, tốt cải tạo đất rồi, và tốt cho chòi cành rồi ha. Gì nữa anh, nhất nước, nhì phân, tam cần. Tam cần thì ở đây là bên siêu thị cây giống cũng đã lên lịch sẵn cho quý bà con, chỉ cần quý bà con của chúng ta và thực hiện đúng, và đội ngũ kỹ thuật của siêu thị cây giống cũng rất là cần cù, quý bà con ăn uống nhôm nhất chúng mình quanh mập thôi. Và cái cuối cùng là giống, thì bà con có thể thấy ở đây, đây là một cái cây giống sầu riêng ri sáu quý bà con ha. Đây được đem từ ở dưới miền Tây lên luôn, từ ở dưới Chợ Lách Bến Tre của tại trung tâm siêu thị cây giống lên. Bà con có thể quan sát là gốc thì rất là già ha, gốc thì rất là già và cây thì hoàn toàn thẳng và không có bất kỳ một vết xước nào hết, và cành thì chia rất là đều ha. Tược nè bà con, coi tim đèn nè, tim đèn thì đang gọi là ngun ngút lên như sắp sửa bùng cháy vậy đó ha. Nó đùa thôi, nhưng mà tim đèn đang phát triển rất là mạnh ha bà con ha. Thì á là Quanh hôm nay Quanh sẽ chia sẻ với bà con cái giai đoạn gọi là đầu tiên của cái việc trồng cây sầu riêng ở Tây Nguyên, làm sao để cho nó hiệu quả. Tại vì Tây Nguyên khi mình Quanh bước vô đây thì gió và nó bay bạc tóc luôn, thì khi mà đó Quanh nghĩ tới cái bo cây sầu riêng, nếu chúng ta trồng một cách không đúng thì nó sẽ ảnh hưởng rất là mạnh, rất là sâu tới cái việc hiệu quả của vườn cây bà con. Thì ngày hôm nay Quanh sẽ chia sẻ với bà con. Đầu tiên là anh Hùng Cảnh cũng đã giúp Quanh gọi là đào bới cái đất ở đây, và đây chính là đất đỏ Ba Giang ha bà con ha. Đất đỏ Ba Giang thì khá là tơi xốp, khá là tốt. Này hồi sinh xíu về trồng cây kiểng thì khá là ok ha. Hiện tại bây giờ bên Quanh đang ở vùng Tây Nguyên. Và trước khi mà chúng ta bỏ cái cây, đặt cái cây sầu riêng của chúng ta vào lòng đất mẹ để mà cộng hưởng với lòng đất mẹ, thì chúng ta sẽ có một cái hỗn hợp dinh dưỡng. Đây là phân gà, đây là phân gà nha bà con nha. Phân gà để mà tạo thành một cái hỗn hợp dinh dưỡng vừa tốt cho đất vừa tốt cho rễ, thì Quanh sẽ trộn thêm humic Hoa Kỳ. Bà con biết humic Hoa Kỳ rồi đúng không? Có cần Quanh phải chia sẻ lại không, để cho video của chúng ta ngắn hơn? Humic Hoa Kỳ là một cái sản phẩm của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ, là dinh dưỡng rất là cần thiết cho rễ và cây con. Thì giai đoạn này rất là cần dinh dưỡng cho rễ và cần cải tạo cho đất, thì Quanh sẽ trộn humic Hoa Kỳ này vào ở trong cái phân gà theo tỷ lệ là 50:1, đó là 50 phân gà và 1 humic Hoa Kỳ. Tuy nhiên humic Hoa Kỳ nó khác với những loại humic khác, đó là nó có tới là 80% là humic hữu cơ và 20% là vi lượng, mà vi lượng thì lại rất cần cho cây. Nên là bà con nhớ là humic Hoa Kỳ khác với những loại humic khác ở chỗ là có thêm vi lượng ha. Quanh đã khui một bịch nhỏ và bây giờ nó cũng là một dạng ít thôi, thì Quanh sẽ chế humic Hoa Kỳ ra tay và Quanh sẽ trộn đều theo tỷ lệ 52, thì Quanh cũng ăn chừng thôi. Quanh sẽ ăn chừng ha. Nhà tại vì hữu cơ chúng ta có món chiên tí cũng chả sao. Ha bà con ha. Này chắc ngồi mặt em phân gà không, này phân gà bột nè, chúng ta trộn đều lên rồi bây giờ chúng ta bán lót nha bà con nha. Chúng ta bón xuống hố được chưa? Thì cái này chúng ta cứ bón đều mặt hố thôi, ước lượng thì chắc khoảng nửa ký tới một ký tùy hố to hố nhỏ đó, được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ đặt cây sầu riêng xuống. Đây là sầu riêng ri sáu, cái giống sầu riêng rất là quen thuộc với bà con, và giống sầu riêng này được tiêu thụ nội địa, lấy cơm đi chợ gọi là rất là hiệu quả. Ồ wow. Nè bà con ơi, bà con có thể thấy không, cái lượng rễ của cây sầu riêng này khá là ổn ha. Nó rất là nhiều rễ ha. Nè coi bà con, coi rễ chuột nè. Đây cái nè, được đúng không? Rồi chúng ta sẽ gọi là hơi làm tơi xốp nhẹ cái phần rễ của cây một xíu ha. Massage. Rồi chúng ta sẽ đặt xuống, chúng ta sẽ đặt xuống, ok, chúng ta sẽ đặt xuống cái hố này ha.
Và con đặt như vậy là đặt giữa tâm là ok rồi nha. Nhưng có một vấn đề chúng ta cần lưu ý, quanh cố tình làm sai để cho anh Hùng nhắc bà con, để bà con chúng ta ghi nhớ đó, là chúng ta phải quay ngược cái bo lại. Cái hướng gió này bà con thấy gió bên kia thổi qua không? Nếu mà chúng ta đặt cái bo như vậy, hay gió thổi tới ngay chỗ cái khớp này nè, thấy không? Thổi bạc cái gãy bo, mất cây sầu riêng. Chúng ta quay ngược lại như vậy, để khi mà gió thổi tới trời gió là đó, thì bà con thấy cái bo nó chịu lại này, thấy không? Đây là mẹo nha, bí mật luôn nha, chia sẻ bà con luôn. Này là phải cho quanh cây kem á. Đó, được chưa? Rồi, sau khi gió thổi lung lay cành trúc là đà luôn. Sau đó chúng ta đặt nguyên giày rồi chúng ta lấp đất lại thôi. Được chưa? Anh Hùng hỗ trợ nè. Này nhờ anh, các anh Hùng hỗ trợ em để đưa bạn ấy vào lòng đất cho nó lẹ quá. Đây là anh Hùng là kỹ thuật rất là lâu năm về chăm sóc trồng cây và đạt Mà được hiệu quả cho nhớ nhiều vườn. ém kỹ nha, cái mô này nó À, chặt em tay kỹ cho cái nha, cây nó thổi lung lay. ém kỹ cái mô nha bà con. Nhà ta đất ở miền miền Tây Nguyên rất là xốp, chúng ta cần phải ém kỹ cái mô thiệt. Không nữa khó khăn cho bà con nhìn thấy Dung gương mặt nhan đẹp của anh, coi anh Hùng anh cuốc giùm em. đỉnh rồi. Bây giờ sẽ nhờ anh Hùng cuốc cái đất để là phả cho nó đầy cái gốc, mà đặc biệt bà con nhớ xung quanh là chúng ta không có gọi là đốc, gọi là chôn sống ha, gọi là chôn sống cái cây của chúng ta. Cái bồ cào à, cái cuốc Này là ở trên cái đây. cào của Trương Bát Giới. Bà con đây ai có coi phim đường cái gì đường Tây Du tăng Ký. Tây Du Ký hả? Đó, chúng ta sẽ cho cái vùng đất này rất là tơi xốp, và đặc biệt bà con không không có chôn sống cái gốc ha. À, Nhớ chúng ta vừa chỉ bằng trái mặt dừa nha. bằng mặt bầu thôi. Đó, chúng ta phả cũng như là làm sao cho nó gọi là Em muốn bịch bịch em em massage mạnh mẽ mà. luôn á. Rồi sau đó chúng ta sẽ cống cọc cố định cây ha bà con Anh ha. Hùng anh cắm giùm cho luôn Rồi anh Hùng cắm giùm em cắt cái gian anh Hùng cột em luôn. á. Dưới Khoan, phía sau ở đâu về em đó. rồi chúng ta sẽ cột cố định cây. Điều này có ý nghĩa giúp cho cái bo của cái cây sầu riêng chúng ta không bị lay động bởi gió. Đây là bước 1 thôi, cái bước 2 nó còn quan trọng hơn, tại vì gió đây dữ lắm. Có câu nó vậy mà chắc nói vô chửi chết anh không nói. Rồi bà con có thấy cái này không, bà con có thấy cái này không? Cái này là một cái Giờ anh Hùng anh cắm mạnh tay vậy. rất là quan trọng nha. Quanh sẽ chia sẻ trước này, nó gồm hai cái cây hai đầu và được gính liền vào. Đây là lớp lưới để chắn gió ha, lớp lưới đen để chắn gió, và phần ở trên này nó có hai lớp, phần ở dưới một lớp để tiết kiệm chi phí nè ha. Rồi chúng ta sẽ cố định lại để chúng ta chắn gió, và gió hồi nãy nó từ bên này qua, thì bây giờ quanh sẽ nhờ anh Hùng cắm từ phía bên này để mà chắn cái gió lại. Và việc này sẽ giúp chúng ta là tiết kiệm chi phí nè, chi phí về vật tư nè, đặc biệt đạt được hiệu quả là chắn gió rất là cao. Được chưa anh? Em làm mạnh gì được chưa? Ok. Đó, thay vì chúng ta làm hết nguyên cái bầu này thì chúng ta chỉ làm một bên như thế này thôi, nó cũng đạt được cái hiệu quả mà chúng ta mong muốn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cây vẫn quang hợp, vẫn nắng no đầy đủ ha, thì vẫn quang hợp rất là tốt nha bà con nha. Đó, và đặc biệt là phần trên này bà con phải làm hai lớp xung quanh, là một lớp là gió nó lọt vô nó cũng chưa có đủ gọi là chắn gió cho cái cây ha. Rồi sau khi mà chúng ta trồng xong như thế này thì bà con có thể bón lót ở phía trên một ít để cung cấp dinh dưỡng cho phía trên cho cây ha. Sau nữa hệ thống cái tưới tiêu nó sẽ làm tan cái này thấm vào đất ha, là một ít trên này. Và nè bà con ha, anh Hùng thông minh quá. Bà con có thể thấy nè, đây là một cây mà nhà vườn chưa kịp chắn gió nè, gió vật te tô luôn, tơi tả như bông huệ luôn ha. Khi mà chúng ta chắn gió thì cái cây nó chúng ta sẽ đẹp giống như hồi nãy, nên là việc chắn gió rất quan trọng. Bà con Tây Nguyên lưu ý giùm em nha. Đó, te tua rồi, tại vì trên chắn gió. Còn cây bên chúng ta thêm này, cây nó rất là phát, cây nó rất là ok. Này, mà con thấy không? Mà khi mà chúng ta làm nửa cái như vậy nó vẫn đạt được hiệu quả, khi mà như giống như là chúng ta làm nguyên cái, nhưng mà nó tiết kiệm được chi phí hơn rất là nhiều. Sau mà sau khi chúng ta trồng xong, chúng ta sẽ tưới nước, và 7 ngày sau bà con sẽ sử dụng humic Hoa Kỳ. Bà con sẽ sử dụng humic Hoa Kỳ hoặc là bà con sử dụng siêu dưỡng cây để chúng ta tưới vào bên trong rễ để cung cấp dinh dưỡng cho rễ và cung cấp dinh dưỡng cho đất, đồng thời cải tạo đất nhé bà con nhé. Rồi đây là cái quy trình mà cung chăm sóc cây sầu riêng
tại Tây Nguyên đạt được cái hiệu quả rất là cao, và lưu ý là chúng ta nhớ làm cái tấm chắn gió như thế này, và chúng ta nhớ chuẩn bị hỗn hợp dinh dưỡng phân gà còn trộn với humic Hoa Kỳ để bón lót ở phía dưới và bón ở phía trên. Sau 7 ngày bà con nhớ sử dụng siêu dưỡng cây hoặc humic Hoa Kỳ để chúng ta tưới ở dưới gốc và phun ở trên đọt để giúp cho cái cây chúng ta phát triển và gọi là cắm sâu rễ vào lòng đất mẹ hơn, để giúp cho cây phát triển mạnh hơn. Và định kỳ 7 đến 10 ngày chúng ta sẽ thực hiện như thế để giúp cho cây phát triển ha. Và nhớ là quản lý sâu bệnh. Còn quản lý sâu bệnh như thế nào, nếu bà con chưa biết thì gọi vào số hotline hiện trên màn hình để Oanh có cơ hội được chia sẻ với bà con nhiều hơn nha. Còn bây giờ thì Oanh lại chân lắm tay bùn rồi, xin phép được chào quý bà con và sẽ đi chắn gió những cây khác tại nhà vườn chưa có làm kịp. Và hẹn gặp lại quý bà con trong những video khác nha. Xin chào quý bà con, nhớ đăng ký kênh và like share cho Oanh nha. Bye bye.